Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 6. Bài số 6 thì chúng ta sẽ tính bài toán này bằng cách thuận tiện nhất, đúng không nào? Như các bài trước, như các bài toán thuận tiện thì chúng ta sẽ ghép các cọc lại với nhau để làm sao cho tính nhanh nhất, đúng không? Với ý A nào, bắt đầu với 36 với 72 thì cô xem là cô sẽ ghép với số nào để thành tròn số nào. Ở phần lập phân ấy, 72 cô cộng với 28 đúng không nhỉ? Thì thành 100 rồi. Đó, còn 125,38 cộng với 32,62. Đó, các bạn nhìn cô ghép nhá. Thế thì cặp đầu tiên thì cô sẽ viết là 36,72 cộng với 63,28, được chưa nào? Cộng với mở ngoặc 125,38 cộng với 32,62. Đóng ngoặc lại. Nào, trong ngoặc đầu tiên thì chúng ta sẽ phép có bằng bao nhiêu nào? Đây là 100 nhớ 1 thì cô có 0 nhớ 1 thì cô sẽ có bằng 100. Bằng 100. Cộng tiếp với tiếp theo thì cô sẽ có là ở đây là 100 nhớ 1 là 3. Được không nào? 3 33. 33 đấy thì chúng ta sẽ có 8 này. Sau đó là 5. 158. Thì kết quả của 100 và 158 thì cô sẽ được là bằng 258. Vậy thì cô đã làm xong bài số A rồi, bài A rồi. Chuyển sang bài B nào. Với bài B thì đơn giản thôi đúng không? 27 cộng với 73 là đúng rồi đúng không? Cô sẽ viết là bằng này 42,27 cộng với 77,73. Sau đó thì trừ đi mở ngoặc. Tức là đây là phép cộng, sau đó là phép trừ của hai số này. Thì cô coi như là trừ của tổng của hai số này đúng không? Thì cô viết là 23,15 cộng với 42,85. Rồi bây giờ cô sẽ thực hiện phép cộng trong này. Thì cô phải là 100 không nào? Nhớ 1 vào đây. Thì cô sẽ có là 0 nhớ 1. 11 với 1 là 12, 120. Trừ đi. Chúng ta có là 23 đúng không? 23 cộng với 3 cộng với 2 bằng 5. Nhớ 1 là 6. Đấy, còn hai cái này là 66. Rồi, chúng ta có 120 trừ đi 66 thì là 4 nhớ 1 là 7. Là 54. Đúng không? Chúng ta có kết quả của bài B là 54. Nào, chúng ta sẽ làm bài số 7 nhá. Với bài số 7 chúng ta có là tổng của hai số thứ nhất và số thứ hai là 18,36, còn tổng của số 2 và số 3 thì là 21,64, và tổng của số thứ ba và số thứ nhất là 20. Thì bây giờ các bạn biết là những bài toán này cũng quen thuộc của chúng ta trong chương trình toán lớp 5 đúng không nào? Và cô cũng đã hướng dẫn các bạn rất nhiều bài tương tự như thế này rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ có 6 số đúng không? 2 lần số 1 này, 2 lần số 2 và 2 lần số 3. Có nghĩa là cô sẽ chia thành hai nhóm và mỗi nhóm chính là bằng tổng của ba số đấy. Vậy thì để tính được tổng của một nhóm chúng ta lấy tổng của một nhóm, thế là tính tổng của ba số này, cô lấy tổng của ba số 18,36 cộng với 21,64 cộng với 20 rồi chia 2. Đúng không? Thế thì cái phép tính cộng này thì cô sẽ được là 40. 40 cộng 20 bằng 60. 60 chia 2 thì cô sẽ được kết quả bằng 30. Đơn giản đúng không? Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 8. Bài số 8 là chúng ta sẽ tìm một số mà khi cộng với 37,125 rồi cộng tiếp với 22,875 thì được 100. Có nghĩa là chúng ta phải tính ngược lại tìm được giá trị của x. Vậy thì để tính ngược lại thì chúng ta sẽ lấy 100 này trừ, không phải là cộng tiếp với 22,875 thì bây giờ tính ngược lại, cô sẽ trừ đi 22,875 không nào? Đó. Ban đầu là cộng với 37,125 thì cô lại phải trừ đi 37,125. Thế thì trừ hai số này coi như là trừ tổng của hai số luôn đúng không nào? Cô cộng lại. Bây giờ cô xem là bằng bao nhiêu nào? 0 nhớ 1, 0 nhớ 1, 0 nhớ 1. Ở đây có 0 nhớ 1
và cô có 60. Được chưa nào? 60 thế thì 100. 100 chia 60 thì cô kết quả. Kết quả đây là số đó chính là bằng 40. Bây giờ chúng ta sẽ tính bài số 9 nhá. Bài số 9 thì chúng ta sẽ thực hành phép nhân của một số thập phân với một số tự nhiên. Bắt đầu với bài A thì cô sẽ đặt tính đúng không? A nào. 3,725 nhân với 6. 6,530 viết 0 nhớ 3. 6,2 12 với 3 là 15, viết 5 nhớ 1. 4,2 nhớ 1 là 43, viết 3 nhớ 4. 18 với 4 thì chúng ta được 22. 1,2,3. Cô đã xong bài số 1. Bài A. Bài B nào. Bài B là 205,71 nhân với 25. Bây giờ cô có này, 5 nhân 1 bằng 5. 5,735 viết 5 nhớ 3. 25 với 3 bằng 28. Viết 8 nhớ 2. 50 là 5 là 0, nhớ 2 là 2. Chúng ta có 10. Tiếp tục là 2 nhân với 1 bằng 2. 2 nhân 7 14, viết 4 nhớ 1. 10 với 1 là 11, viết 1 nhớ 1. Chúng ta có 1 ở đây và số 4. Bây giờ cô cộng lại xem bằng bao nhiêu nhá. 5 này, 7 này, 2 nhớ 1 này, 4, 1 và 5. Kết quả ở đây chúng ta đếm 1,2, 1,2. Thì kết quả bài B là 5,142,75. Chúng ta chuyển sang bài C nhá. Với bài C thì cô có một số thập phân là 47,208 nhân với 123. Ban đầu thì cô sẽ lấy số 3 nhân với số thập phân này. 3 nhân 4 là 24, viết 4 nhớ 2. Cô có 24 này, 6 này, 73 21 với 1 nhớ 2, 12 là 14. Bây giờ chúng ta lấy 2 nhân với số thập phân nhé. 2 nhân 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1. Cô có 1, 4. 4 nhớ 1 là 9. Tiếp tục nào, ở đây chúng ta sẽ có 8, 0, 2, 7, 4. Đây chúng ta cộng lại. 4 hạ 4 này. 2 cộng 6 bằng 8. Chúng ta có 15 nhớ 1 là 6. Đây là 7. Ở đây chúng ta có là 0 nhớ 1. 0 nhớ 1. 17 nhớ 1 là 8. Nhớ 1 là 5. Kết quả ở đây chúng ta có 3 số sau dấu phẩy 1, 2, 3. Vậy thì kết quả của bài C là 5,806,548. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 10, một bài là tìm x. Với bài số 10 thì chúng ta với bài A nào. Đây chúng ta có x chia cho 9 bằng 14,72. Thì đây chúng ta sẽ có số bị chia x sẽ bằng thương là 14,72 nhân với 9, đúng không? Bây giờ cô sẽ thực hành phép tính nhân nhá. 9 nhân 2 18, viết 8 nhớ 1. 63 nhớ 1 là 64, viết 4 nhớ 6. 36 với 6 là 42, viết 2 nhớ 4. 9 với 4 là 13. Vậy kết quả ở đây chính là bằng 132,48. Và x nào? Ở đây x sẽ là số bị trừ sẽ bằng hiệu là 0,481 cộng với 12. Thì cô sẽ được luôn kết quả là 12,481. Sang bài C nào? Bài C thì cô sẽ có x chia cho 14 bằng 37,2. Thì cô tính x sẽ bằng lấy thương 37,2 nhân với 14. Bây giờ cô cho mình đặt tính nhá. 37,2 nhân với 14 thì chúng ta sẽ ra kết quả bằng bao nhiêu nào? 4 nhân 2 bằng 8. 28 với 8 nhớ 2, 14. Đây cô là 2 này, 7, 3. Cô cộng lại bằng 8 này, 0 nhớ 1, 2 nhớ 1 là 5. Và đây chúng ta có một số phẩy. Vậy thì x sẽ bằng 520,8. 20, bây giờ cô cho mình chuyển sang bài số 11 nhé. Với bài số 11 này, hình vuông có cạnh là 15,75 và có chu vi bằng nửa chu vi của hình nhật, có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài, tính diện tích hình chữ nhật đó. Các bạn biết là ở đây chúng ta có
chu vi có thể tính được diện tích hình chữ nhật thì chúng ta phải có chiều dài, chiều rộng. Mà muốn tìm chiều dài, chiều rộng thì chúng ta phải tìm nửa chu vi đúng không nào? Mà có nửa muốn tìm nửa chu vi thì cô trò mình cũng phải tìm là chu vi của hình chữ nhật là bao nhiêu. Và để tìm chu vi của hình chữ nhật chúng ta phải tìm chu vi của hình vuông đúng không nào? Vậy bước đầu tiên là chu vi hình vuông là cô sẽ lấy cạnh của nó là 15,75 nhân với 4. Bây giờ cô trò mình cùng tính nhẩm xem bằng bao nhiêu nhá. 5 x 4 20 viết 0 nhớ 2, 28 nhớ 2 là chúng ta có 30, viết 0 nhớ 3. 20 nhớ 3 thì cô số 23, viết 3 nhớ 2 và cô được là 63 mét. Đề bài cho là có chu vi bằng nửa chu vi hình chữ nhật. Tức là chu vi hình chữ nhật sẽ gấp đôi chu vi hình vuông. Mà mình cần phải tính là nửa chu vi đúng không nào? Vậy thì chu vi hình vuông chính là bằng nửa chu vi của hình chữ nhật luôn rồi. Vậy thì suy ra là nửa chu vi hình chữ nhật bằng 63 mét. Khi chúng ta có nửa chu vi kết hợp với tỉ số là 2/5 thì cô sẽ ra được chiều rộng. Chiều rộng sẽ là lấy 63 chia cho tổng số phần bằng nhau là 2 cộng 5, sau đó nhân với 2 phần của chiều rộng. Các bạn thấy là 9 nhân với 2 thì bằng 18. Chiều dài bằng 63 trừ đi 18 thì cô sẽ được là 45 mét. Khi có chiều dài chiều rộng rồi thì trả lời câu hỏi đó là diện tích của hình chữ nhật. Chúng ta tính S bằng 18 nhân với 45. Bây giờ cô trò mình đặt tính xem bằng bao nhiêu nào. Nhân 45 nhá. Thì cô sẽ được này. 5840 với 0 nhớ 4. 51 là 5 nhớ 4 là 9. Và đây cô sẽ có là 32 với 2 nhớ 3, 72. Thì cộng lại cô sẽ được nhân với 45 đúng không? Cô sẽ được là 0 này, 1 nhớ 1 này. Cô sẽ có diện tích hình chữ nhật đây chính là 810 mét vuông. Chúng ta chuyển sang bài số 12 nhé. Bài số 12 như sau. Chúng ta sẽ tìm một số thập phân có phần thập phân gồm hai chữ số khác nhau và viết rằng khi lấy số thập phân đó ra nhân với 2 rồi nhân với 3 thì với 3 thì một bạn đã quên đánh dấu phẩy ở tích nên chúng ta được tích là 19.584 và chúng ta tìm số thập phân đấy. Để tìm số thập phân này chúng ta sẽ lấy tích này, chia lần lượt cho 2 và chia 3, sau đó chúng ta chia cho 2, được một số có thể là một số tự nhiên đúng không nào? Và chúng ta sẽ đánh dấu phẩy kể từ phải sang trái hai chữ số thì chúng ta sẽ được số thập phân đó, đúng không? Bây giờ cô sẽ lấy 19.584 chia cho, các bạn biết là chia cho 3 rồi chia cho 2 chính là chia cho 6 đúng không nào? 19 chia cho 6 được 3, dư 1 này. Cô hạ 5 xuống thì cô sẽ được 2, dư 3, hạ 8 xuống thì cô sẽ được là 6 dư 2. Vậy thì cô sẽ tiếp tục là được 3. Vì là quên đánh dấu phẩy đúng không nào? Nên là bây giờ cô nhắc bạn ấy đánh dấu phẩy hoặc là giúp bạn ấy đánh dấu phẩy thì cô sẽ có 1, 2. Vậy số thập phân mà cần tìm đó chính là bằng 32,63. Vậy là cô trò mình đã làm xong 12 bài luyện tập phần cơ bản của tuần 11 rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.